thời điểm cuối năm mọi người thường tất bật bận rộn để hoàn thành nốt những công việc đang gian dở của năm cũ để bước sang năm mới nhiều thuận lợi hơn trong sự bận rộn đó đôi lúc người dân chủ quan mất cảnh giác cao độ trong bảo vệ tài sản vô tình tạo kẽ hở để kẻ gian đột nhập trộm cắp vì vậy bên cạnh sự tuần tra kiểm soát của lực lượng chức năng mỗi người dân hãy tự đề cao cảnh giác phòng ngừa trộm cắp để bảo vệ tài sản sự an toàn của gia đình theo thống kê của công an thành phố Tây Ninh, trong năm 2020, tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 100 vụ, làm rõ 91 vụ, 222 đối tượng. Trong đó, riêng về trộm cắp tài sản xảy ra 27 vụ, làm rõ 22 vụ, khởi tố 23 đối tượng. Đây là những hình ảnh mà công an thành phố Tây Ninh đã triệt phá do kẻ gian thực hiện trên địa bàn thành phố, đột nhập lấy trộm trong thời gian qua. Thủ đoạn của tội phạm trộm cắp tài sản trong thời gian gần đây chủ yếu là những gia đình thường xuyên đi vắng, không nhờ người trông coi hoặc ban đêm, khi ngủ không đóng cửa, không khóa cửa nhà hoặc cổng nhà không khóa, tài sản có giá trị như xe máy, máy bơm để ngoài sân. Ngoài ra, còn có rất nhiều trường hợp tài sản công ty không người trông giữ, vụ việc gần đây là điển hình. Vào 2 giờ sáng ngày 26 tháng 10 năm 2020, Nhân viên quản lý cửa hàng FPT số 69 thuộc khu phố 6, phường 3, thành phố Tây Ninh, nhận tin từ đội quản lý camera ở thành phố Hồ Chí Minh, báo đang có trộm đột nhập cửa hàng FPT. Ngay lập tức, nhân viên cửa hàng đã trình báo vụ việc đến công an phường 3. Lực lượng chức năng đến hiện trường và bắt quả tang Trần Quốc Bảo, 32 tuổi, ngụ xã Long Thành Nam, thị xã Hòa Thành, đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Công an thu giữ bên trong ba lô của Bảo đã lấy trộm gồm 18 điện thoại, một máy tính sách tay hiệu MacBook, 3 iPad mini 5. Ngoài ra, bên ngoài kệ có 5 điện thoại Samsung hiệu A71. Theo thống kê bước đầu, tổng giá trị tài sản thiệt hại khoảng gần 600 triệu đồng. Tại cơ quan công an, bước đầu Bảo khai nhận nghiện cờ bạc nên đã nợ nhiều. Thấy cửa hàng FPT không có bảo vệ trong coi nên định đột nhập để trộm cắp. các đơn vị chức năng nghiệp vụ trong đó có công an các phường xã phải chủ động và nắm tình hình cũng như bố trí lực lượng để kịp thời xử lý trong đó chúng tôi chủ động nhất là công tác tuần tra kiểm soát vào ban đêm để phát hiện kịp thời các vụ việc xảy ra để có xử lý với phương châm làm sao đảm bảo an ninh trật tự để cho nhân dân vui chơi những vào dịp cuối năm cũng như đầu năm mới 2021 được an toàn và đảm bảo. Đối tượng trộm các tài sản thường là những thanh thiếu niên lêu lỏng, đua đòi, lười lao động nên túng thiếu không có tiền để tiêu xài hay thậm chí trộm cắp để có tiền sử dụng ma túy. Đơn cử như vụ việc vào ngày 16 tháng 4 năm 2020, Công an thành phố Tây Ninh tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Hoài Thương, sinh năm 1988, ngụ khu phố 1, phường 3, thành phố Tây Ninh là người thực hiện vụ trộm 5 cục nóng máy lạnh nhãn hiệu Panasonic của Thư viện tỉnh Tây Ninh. Lợi dụng nhà ở gần tường rào phía sau khu vực Thư viện tỉnh, qua quan sát, thường thấy có nhiều cục nóng máy lạnh của Thư viện. Đối tượng liền đột nhập vào bẻ khóa trộm cục nóng, bán lấy tiền mua ma túy sử dụng và tiêu xài. Dịp cuối năm, phương thức, thủ đoạn của những đối tượng trộm cắp còn táo tợn, liều lĩnh và manh động hơn. Vì vậy, người dân cần hết sức cảnh giác, nâng cao ý thức bảo quản tài sản, không lơ là, chủ quan để xảy ra sơ hở, kẻ gian có cơ hội thực hiện hành vi phạm tội. Tình hình tội phạm rồi tệ nạn xã hội thì so với những năm trước có giảm. Ý thức cảnh giác của người dân thì có nâng cao, triển khai kế hoạch phòng ngừa tố giác tội phạm ở trong địa bàn thì ở chi bộ cũng tổ chức thường xuyên để là vừa là bảo vệ về vấn đề an ninh trật tự bảo vệ tài sản rồi phát hiện kịp thời tình hình an ninh trật tự tội phạm tệ nạn xã hội báo cho cái lực lượng cảnh sát khu vực công an phường để có cái xử lý ngăn chặn tốt công an thành phố cũng khuyến cáo vào những dịp cuối năm này thì các đối tượng sẽ lợi dụng trộm trộm cắp rất là nhiều do vậy thì À, nhân dân khi mà ra khỏi nhà thì cố gắng phải khóa cửa hết sức cẩn thận và các tài sản của mình cố gắng phải trông coi bảo quản, đừng để lơ lỏng để đối tượng gian nó sẽ lợi dụng trộm cắp hoặc cướp giật tạo điều kiện cho các đối tượng này nó hoạt động. Do vậy thì mỗi người dân chúng ta là mỗi quần chúng để tố giác tội phạm cũng như là cảnh giác cái đối với cái quản lý tài sản của mình. Cuối năm, lực lượng công an toàn tỉnh mở đợt cao điểm tập trung tấn công quyết liệt tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021. Để phòng ngừa, ngăn chặn với loại tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản có hiệu quả hơn, mỗi người dân cần nêu cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản của chính mình. Khi ngủ, khi vắng nhà thì cần phải khóa cửa nhà cẩn thận, trang bị khóa chân, khóa cam xe mô tô, lắp camera giám sát. Khi đến nơi công cộng, phải gửi xe, giữ tài sản cẩn thận. Bên cạnh sự vào cuộc mạnh mẽ của lực lượng chức năng, người dân tích cực tham gia tố giác các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản. Khi biết các thông tin về các đối tượng trộm cắp, tiêu thụ tài sản do trộm cắp mà có, thì cần phải kịp thời báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất, như công an phường, xã, hoặc qua số điện thoại trực ban zalo facebook v v tất cả vì một thành phố bình yên để đón cái tết vui vẻ rộn ràng đầm ấm